thịt đây. Đều á. Xả ra đây bố, xả đi bố, xả ra từ từ được ạ. Đầu giờ chiều mình vô mình cho cái chai nửa lít vô chạy lại để xem có nó có độ chính xác có không. Đúng rồi. Này là này đúng là ok luôn rồi đó. 1 lít là ok đó, nhưng mà để tí mình là okay để lại coi nửa lít coi nó tới đâu. Cho chạy hết luôn đó, cái đó đi. Đằng nào cho nó chạy. Cho chạy hết cái đó đi lợi, cho chạy hết đó luôn.
Vậy vậy cái này bị kẹt.